Xin chào mọi người, mình là Ngọc Duyên nè. Thì á, trong video ngày hôm nay đó nha, mình sẽ nói về một cái vấn đề cũng khá là cần thiết khi mà vào đại học á. Thì đó chính là tiền học phí ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh sẽ như thế nào. Thì những cái số liệu thông tin trong video mà mình sắp nói tới đây á, nó chỉ mang tính chất kiểu tương đối thôi nha. Chính xác khoảng chừng 80% để cho mọi người tham khảo. Tại do mình cũng mới chỉ học tới năm 3 thôi. Với lại cái vấn đề này nó cũng khá là đa dạng, tùm lum kiểu khác nhau á, do cái sự sáng tạo trong cái cách làm việc của tùy mọi người nữa. Cho nên nó sẽ phát sinh nhiều những cái vấn đề khác cũng rất là khó xác định ha. Ok, được rồi, bây giờ bắt đầu thôi. Rồi á, trước tiên nha, khi mà nói về cái học phí chung chung ngành thiết kế thời trang của những cái trường đại học trong khu vực Sài Gòn này á, thì mình có thể khẳng định là cái tiền học phí của trường Đại học Kiến trúc là thuộc hệ rẻ nhất luôn đó mọi người. Này là mình chưa tính tới các cái khoản tiền khác như là dụng cụ học tập với đồ án nha, thì mình sẽ nói sau. Về cái mức tiền học phí mà mình đóng qua từng năm á, tính cho tới năm 3 này luôn nè, thì mọi tín chỉ á, sẽ là 385.000. Cứ như vậy rồi nhân lên thôi. Mà bắt buộc á, thì trong một học kỳ mọi người phải đăng ký học từ 15 tín chỉ trở lên thì mới được chấp nhận nha. Mà cái mức tiền này nha, thì nó cũng có thể tăng lên một chút qua từng năm. Cũng chỉ kiểu xấp xỉ khoảng mấy chục ngàn thôi, cũng không có nhiều lắm đâu, cho nên không có gì đáng lo ngại đâu mọi người. Đối với năm nhất á, ví dụ như học kỳ 2 đi, thì mình sẽ học 7 môn, tổng cộng là mình học 16 tín chỉ. Suy ra nha, thì cái số tiền mình phải đóng á là 6.032.000. Nếu mà tính thêm cái tiền dụng cụ học tập nữa, cái tiền họa cũ á, thì nó sẽ đôn lên thêm cỡ 2 triệu nữa. Cái này á, thì mình tính dư ra một chút xíu nha. Mình thì mình sẽ xài cỡ đó, còn đối với người khác thì mình không có biết. Thì đây á, chỉ là những cái môn chung chung của các cái ngành trong khoa mỹ thuật công nghiệp thôi, như là thiết kế đồ họa nè và thiết kế công nghiệp. Mình chưa có tính đến đồ án thời trang nữa nha. Tiếp theo á, thì sang đến năm 2 á, đối với học kỳ 1 thì mình cũng sẽ đóng cái số tiền y chang giống như năm nhất vậy, là 6.032.000 với những cái môn học giống như vậy nè. Nhưng ở nhà có một điều hơi đặc biệt một chút xíu là cái đồ án trang phục trẻ em. Đó chính là cái đồ án thời trang đầu tiên của mình. Nhưng mà hồi đó mình học á, là do dịch Covid, cho nên cái môn đó là mình học online. Thay vì những cái phần á, như là may mẫu thật nè, rồi thuê người mẫu, rồi chụp studio, thì mình chỉ cần vẽ cái mẫu đồ nhiều hơn một chút, với lại làm thêm một cái quyển sổ thiết kế giống như vậy nè. Vì vậy á, cho nên mình không biết cái số tiền của cái môn học đó chính xác là bao nhiêu luôn. Đến với học kỳ 2 của năm 2 á, thì cái số lượng môn học nó tăng nhiều một cách bất ngờ luôn. Tại vì á, nó có tính luôn cái học phần của cái môn quốc phòng an ninh nữa mọi người. Cho nên cái số tiền lúc đó mà mình phải đóng á, là 7.766.000. Giống như vậy nè. Mà ở học kỳ này đó nha, sẽ có hai cái đồ án trang phục thời trang, là trang phục mặt nhà và trang phục giả phố nam. Thì á, khi mà mọi người làm hai cái đồ án này á, mọi người á, sẽ có nhiều cái sự lựa chọn các cách khác nhau nè. Cái thứ nhất á, là mướn người mẫu nè, mướn studio, mướn make up và mướn luôn cả thợ may. Thì cái cách này á, là sử dụng nhiều tiền nhất luôn á. Mọi người phải chi từ 5 tới 6 triệu lần nha. Cái này á, thì nó cũng tùy thuộc vào cái tiêu chuẩn của người mẫu nữa. Giống như là đồ nổi tiếng nè, hoặc là người đó là người châu Á hay là người châu Âu nữa. Về cái thứ hai á, thì mọi người chỉ muốn chụp studio thôi, còn người mẫu á, thì có thể nhờ người quen làm giúp. Các phần còn lại á, thì phải tự làm hết nha, giống như là may đồ nè và make up. Thì với cách này á, mọi người sẽ tốn khoảng từ 500 cho tới 1.500.000. Nó cũng sẽ tùy vào cái chỗ studio mà mọi người chọn để chụp nữa và cái thời gian chụp nữa nha. Người ta sẽ tính dựa vào cái thời gian chụp. Ví dụ giống như là 250.000 một tiếng hoặc là 100.000 một tiếng, cứ như vậy là nhân lên thôi. Cách thứ ba thì mọi người chỉ mướn studio để chụp hình thôi, còn phần còn lại tự làm hết, giống như là tự làm mẫu nè, tự may đồ và tự make up. Nó cũng tương tự giống như cách thứ hai vậy đó. Thì cái cách này mọi người sẽ tốn khoảng tầm từ 500.000 cho đến 1.000.000 nha. Cũng sẽ tùy thuộc vào cái chỗ chụp studio và cái thời gian chụp nữa nha mọi người.
Cái cách thứ tư, cách cuối cùng luôn á, thì đây sẽ là một cái cách mọi người tự làm từ đầu tới cuối luôn, từ A đến Z luôn á. Có nghĩa là tự làm mẫu, tự may đồ, tự make up và tự chụp hình luôn. Có thể nhờ người thân chụp cái phong cảnh ở nhà, rồi sau đó mình cắt ghép vô. Cái số tiền mà mọi người tốn á, chỉ dùng để mua chất liệu vải và cái phụ kiện thôi. Thì đối với cách này nha, mọi người sẽ tốn khoảng tầm từ 250 cho đến 600 ngàn. Cũng có thể mắc hơn một chút. Cái này thì tùy thuộc vào cái cách mà mọi người xử lý chất liệu như thế nào thôi. Thì tiếp theo á, mình sẽ nói một chút xíu về cái số tiền mà để may ra bộ trang phục nè, để in sổ thiết kế và để in poster nha. Về chất liệu nha, thì cái giá tiền nó sẽ tùy thuộc vào cái loại vải mà mọi người chọn để mua. Theo mình nghĩ á, thì cái này á, mọi người nên trải nghiệm thực tế thì sẽ dễ hiểu hơn. Rồi còn về cái tiền mà để đi in vải á, thì người ta sẽ tính là 90 ngàn một mét vải nha. Cứ như vậy là mọi người cứ nhân lên thôi. Về tiền in sổ nha, thì sẽ tầm từ 200 ngàn cho đến 300 ngàn. Nếu mà mọi người in càng nhiều á, với lại mình in hai mặt của bìa và đóng bìa luôn á, thì cái số tiền nó sẽ đắt hơn, nó sẽ mắc hơn là khoảng tầm 400 ngàn. Còn poster á, thì sẽ tầm khoảng 300 ngàn nha. Thì đây á, sẽ là poster dạng cứng và của A2 nha. Tiếp theo á, cho đến bây giờ á, thì mình sẽ bắt đầu học kỳ 1 của năm 3. Với cái số tiền học phí á, mà mình đóng tổng cộng là 7.315.000 đồng với những cái môn học giống như vậy nè. Thì á, có một cái môn là rập hiện đại á, rập trapping 3D á, thì với môn này á, mọi người sẽ chủ yếu mua vải mộc nha, sẽ dao động từ 24.000 cho đến 30.000 tùy vào cái chỗ mà mọi người mua vải á. Ví dụ như là mình mua vải ở chợ Đại Quang Minh thì sẽ tầm từ 24.000 cho đến 27.000. Còn nếu mà mọi người mua vải ở chợ Tân Bình á, thì sẽ cỡ 30.000. Nếu mà mọi người cố gắng trả giá đó thì sẽ xuống còn tầm cỡ 28.000 một mét. Mình á, thì môn này á, là mình mua tổng cộng là 15 mét vải nha mọi người. Còn có hai môn đồ án trang phục thời trang á, là theo chủ đề và dáng người đặc biệt. Thì hai cái môn này mình chưa có học á, cho nên mình cũng chưa có biết là nó sẽ tính như thế nào. Nhưng mà chắc chắn luôn á, nó sẽ chủ yếu trong vòng 4 cái cách mà hồi nãy mình mới vừa nói. Đối với cái đồ án tốt nghiệp á nha, thì mọi người bắt buộc phải sử dụng một cái khoản tiền cực kỳ khủng khiếp, dao động từ 10 triệu cho đến 150 triệu, hoặc á, cũng có thể là nhiều hơn như vậy nữa. Cái này đó nha, nó sẽ tùy thuộc vào cái độ hoành tráng nè, và cái độ chịu chi cho đồ án. Tại vì lúc đó đó nha, mọi người bắt buộc phải may rất là nhiều đồ, và thuê rất là nhiều người mẫu. Thì mình nói vậy á, để chuẩn bị tâm lý trước, không hơi nở bất ngờ ngang nha mọi người. Cái thông tin này thì mình nghe ngóng từ bạn của mình nói, nhưng mà nó cũng khá là đúng đó nha mọi người. Sau đây á, thì mình sẽ nói một chút xíu về cái tiền học phí ngành thiết kế thời trang của các cái trường đại học khác nha. Cái này á, là thông tin mà mình tìm hiểu ở trên mạng, thì mình tổng hợp lại á, có gì để mọi người dễ tham khảo. Và mình chỉ tìm hiểu trong dòng hệ đại trà thôi nha. Còn hệ chất lượng cao thì mình không có nói đến, tại vì nó nhiều tiền quá. Phạm vi của mình á, là chỉ trong vòng hệ đại trà thôi, cho nên có gì á, mọi người tham khảo cho mình nha. Trước tiên á, đối với trường Đại học Văn Lang nha, thì trường này mức học phí khá cao, sẽ là 32 triệu một năm. Đối với trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật á, thì sẽ dao động từ 19 triệu rưỡi đến 22 triệu rưỡi một năm. Còn trường Đại học Tôn Đức Thắng á, sẽ là 24 triệu một năm. Đối với trường Đại học Hiếu Tết á, thì sẽ dao động từ 8 đến 9 triệu một năm. Còn Đại học Hoa Sen á, sẽ là 43.092.000 một năm. Và cuối cùng á, là trường Đại học Công nghệ Sài Gòn sẽ là 29.280.000 một năm. Rồi sau khi mà mình đã liệt kê cái tiền học phí của các trường đại học khác á, thì mọi người có thể thấy rằng tiền học phí của trường Đại học Kiến trúc á, thuộc hệ rẻ nhất luôn đó mọi người. Sẽ dao động từ 12 triệu cho đến 16 triệu một năm. Quá trời lý tưởng luôn đó mọi người. Thì đó nha, là toàn bộ tất cả những cái thông tin mà mình đã tổng hợp nè, tìm hiểu, nghe ngóng từ bạn của mình và kể cả trải nghiệm thực tế của bản thân luôn mà mình nói cho mọi người nghe. Thì mình hy vọng á, là video này sẽ một phần nào đó giúp đỡ cho mọi người có thể hiểu thêm về ngành thiết kế thời trang, và đặc biệt á, là ngành thiết kế thời trang của trường Đại học Kiến trúc Thành phố Hồ Chí Minh. Thì á, video này mình sẽ kết thúc ở tại đây. Cảm ơn mọi người đã lắng nghe video của mình. Cảm ơn mọi người rất là nhiều. Hẹn gặp lại mọi người những video sau nha. Bye bye mọi người.